Chào các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức Sao Việt. Và sau đây là tin tức Candy Mộc Trà vừa xinh vừa ngầu chạy bộ cùng mẹ. Candy Mộc Trà diện đầu đôi, áo caro đỏ cùng kính đen siêu ngầu với mẹ Ellie Trần. Ellie Trần và con gái Candy Mộc Trà có một bộ sưu tập những bức ảnh hai mẹ con diện đầu đôi và nắm tay nhau đi khắp thế gian, cực dễ thương. Mỗi lần có ảnh mới trong bộ sưu tập này là các fan lại được dịp nghiêng ngả bởi mức độ đáng yêu siêu cấp của hai mẹ con. Mới đây, loạt ảnh mới chụp nhưng một ngày nắng đẹp trời, Ellie và bé Candy thảnh thơi đi dạo giữa những hàng cây xanh tươi lại khiến người hâm mộ liêu xiêu. Candy Mộc Trà hiện tại đã lên chức chị nên càng ngày càng ra dáng chững chạc. Nhưng ngày nắng đẹp, hai mẹ con thiên thần tóc xoăn được dịp đi dạo thảnh thơi. Mẹ Ellie Trần trẻ trung và rạng rỡ nên khi đứng cạnh con gái luôn được mọi người nhận xét là hai chị em. Loạt ảnh mới của cặp mẹ con hot nhất nhì showbiz Việt này khiến fan vô cùng thích thú. Cả hai cùng diện đầu đôi và tạo dáng siêu ngầu. Candy Mộc Trà thích thú chơi đồ bên mẹ. Cả hai mẹ con thư giãn tận hưởng những giây phút thảnh thơi yên bình với thiên nhiên. Đã là bà mẹ của hai nhóc tì, nhưng Ellie Trần vẫn giữ được thân hình đồng hồ cát, đáng ghen tị. Ellie Trần không quên chú thích cho loạt ảnh mới này bằng những dòng ngộ nghĩnh: mẫu thân ơi, mình đi đâu thế? Và cùng nhau, ta đi qua khắp thế gian. Chỉ chưa đầy một tiếng sau khi đăng tải, đã thu về gần 30.000 lượt like và chia sẻ trên Facebook. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!